Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái này là tập cuối của Scribblenauts Unlimited. Vâng, khá là buồn tại vì hãy xem lại hành trình của chúng ta đã đi từ một cái gọi là cái bon cái tiếng Việt mình chẳng biết dịch ra như nào, là chúng ta đi khắp thế giới để giúp mọi người và chỉ còn lại ba địa điểm cuối thôi, đó chính là ba cái và tên lửa này. Bây giờ mình sẽ đi hai cái tên lửa con trước và sẽ đi cái tên lửa to sau, bởi cái tên lửa con lại nhiều sao hơn cái tên lửa to, đéo là nhỉ. Ok, chúng ta bắt đầu. Để ta sẽ bay qua cái tên lửa có hình mặt trăng. Ui rồi ôi, cái này ở trên cái tên lửa đấy là bay lên mặt trăng, tức là ui giời, bề mình trên mặt trăng à, có đẹp mít. Hello, xin chào các người anh em. What's up? Ok, cái xe này cần gì đây? Nó bắt Luna Crate Jump Over the... Nó... What the fuck? Con này là con... Hả? Zen Jump Over the Crater, ok. Khá là đơn giản. Ok. Thằng người ngoài hành tinh này muốn gì đây? Tôi không hiểu cái thứ ấy đang nói gì cả. Thế thì ta cho mày một translator là phiên dịch viên tiếng bò để cho mày hiểu tiếng bò. Vãi, con bò nói ở số pi á, thứ ra sợ chứ. Ok, cái này là gì đây? Hãy dọn chỗ đất để nó hạ cánh, ok. Cái này slack pickaxe đi. Chờ, nếu mà trong logic Minecraft thì dùng pickaxe mới có thể gõ được cái này. Đấy, hạ cánh đi cu. Ok. Ok, anh này muốn gì đây? Hãy đưa cho tôi một số kiểu như rau củ để có thể trồng trên mặt trăng. Thường thường thì ở trên mặt trăng chúng nó hay có kiểu thỏ ấy, kiểu thỏ của chị Hằng Nga, của nợ đi, cho nó cà rốt đi. Ui rồi, dị nhỉ. Ok, ở đây này, thằng này chắc là một trong những người anh em mình, đây nhìn có tóc và biết. Hãy đưa cho anh một thứ gì đấy để anh có thể kéo mình lại về cái trạm không gian này. Rope đi, dây. Thường thường thì người ta hay gắn dây vào mà. Không được à? Đây để mình gắn vào mình nhưng mà. Vì đi nào. Đi. Rồi. Bây giờ tách cái dây ra gắn vào. Không được à? Jetpack đi. Tên lửa cho nó tự bay về. À đấy, được rồi đấy. Wow. Hình như là mình được cái achievement, hình như là mình đã giúp đỡ toàn bộ các anh em của Magwell cho nên là được cả cái achievement nữa. Sao đây? Hãy giúp tôi thu thập rác ở trong cái thùng rác này. Đây. Nhưng mà cái gậy của mình thôi kệ. Cứ đi kiếm rác nữa. Đây. Rồi. Đó. Chắc chắn là còn một cái nữa.
Nhưng mà hay là mình phải đưa cho nó nhỉ? Cái gì đấy? Ok. À này. Đấy. Ui rồi, cái thùng rác biến thành tên lửa rồi bay về trái đất luôn ạ. Ok. Xin lỗi bạn nào nếu mà như mình nhận thấy ở một số video ấy, có nhiều bạn bảo là bây giờ mình làm mấy cái video này nó không có tố chất chôn hay là tố chất hài nữa, thì mình xin lỗi nhé, tại vì thực sự đơn giản là bây giờ mình cũng chẳng biết làm như nào cả để cho nó hài, nó buồn cười các bạn. Mình bây giờ coi các bạn coi như là một thanh niên nghiêm túc cũng được. Bây giờ mình chơi game khá là nghiêm túc chứ mình không kiểu phải làm trò nữa, cho nên có thể là nó có số khiến một số bạn cảm thấy nó không vui, rất xin lỗi vì điều đó. Gì đây, tôi cần một chiếc tàu để có thể đuổi con cá voi. Ok, spaceship, cái này khá đơn giản. Đánh nhau đi anh, đánh một mẹ đi anh, đánh đi, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Nhờn này, ôi thôi xong. Sao mày ngu đấy, con lợn. Ok, con chuột này làm gì đây? Chắc chắn là phải có format ở trên mặt trăng, hãy đưa cho tôi một thứ gì đấy để tôi đào nó. Ôi, đơn giản, tôi đi đâu? Pickaxe rồi ạ. Đào đi cu. Nó đào thật kìa. Đấy, ăn thoải mái nhá. Kiểu bên nước ngoài ấy, người ta có cái khái niệm là mặt trăng là được làm từ format mà. Cho nên là ok, còn bà này thôi. Tôi không thể thấy trái đất tại vì cái viên thiên thạch này nó chặn đường. Khá là xua là mình phải làm cho cái này nó bé lại đã. Rồi mình sẽ lấy rope, tại vì cái viên thiên thạch này mình bị một lần rồi mà, ở cái tập mà ấy mình mà bắn cái viên thiên thạch này nó nổ, nó chắc bà ấy chết con mẹ luôn quá. Đây là mình khoan ra đây cụ, tao phải kéo mình ra xa xa đó thì tao mới bắn nổ mày được. À không, đó thế cũng được à? Ok. Ok, thế thì không cần phải. Rồi, cái gậy của mình. Ok, vậy là chúng ta hình như đã hoàn thành. Đúng rồi, đã hoàn thành hết rồi. Bây còn hai mảnh sao thôi. Đầu tiên là cái mảnh sao ở trong cái black hole này. Hãy tạo ra vật cản để có thể chặn cái black hole này lại. Ok. Chúng ta sẽ chặn cái black hole. Black hole. Ôi không, cái black hole đó sẽ dọa phá hủy hành tinh chúng ta. Hãy đặt ai đó có thể học nó vào trong cái canon á. Cái này thì dễ này, thế thì scientist đi, mình không biết viết chữ science nhưng mà chắc có sửa lại gì cho mình. À nó đúng rồi, nó bắn bà này vào trong cái sao đây? Thì có vẻ như là nhà khoa học đó sẽ không quay trở lại. Hãy thử bắn một cái black hole gì đấy với thứ gì đó nhiều lông. Nhiều lông á. Kirito. Không có. Koro Sensei. Ồ, shit, không có à? Này mà mai. Sói. Đấy, bắn con chó vào đây. Pew. Cứ càng to hơn nữa. Có vẻ như là chỗ lông đó không hoạt động, hãy sử dụng. Bây giờ phải bắn một cái thứ gì đấy cho nó lái ở trong cái hồ á, cái xe mà. Bắn cái xe vào. Càng ngày càng to hơn ạ.
Hiện nay Time Effort bây giờ bắn một thứ gì đấy có thể nổ. Ủa, nổ à? Ừ, cái này dễ này, thế thì bắn bom vào đi. Piu đi mà nó càng to hơn ạ. What the fuck, con chó này, con chó quay trở lại rồi này. Nhà khoa học đã phát hiện ra cách giải quyết thay làm cho cái black hole nó nổ từ phía trong bằng cách gửi một thứ vật gì đấy. Hả? Cannon with something huge. Oh. Giant banana. Pew. Yeah. Wow. Mình xin. À, vậy nhưng mà trên mặt trăng lại có tận hai ngôi sao cơ. Còn một ngôi sao nữa đâu nhỉ? Đây, là thằng người ngoài hành tinh ở đây. Đánh bại kẻ những kẻ đang xâm lược à? Ok. Tèo tèo pèo pèo. Và một giây đấy. Ui giời. Ôi, what the fuck? Thằng mất dạy. Ôi, nó thảm. Đây là lý do sao mình ghét mèo. Người sao hỏa đang xâm chiếm mặt trăng. Hãy tạo ra một thứ gì đó để có thể đuổi bọn mèo ngoài hành tinh đi. Chó ngoài hành tinh. Alien dog. À không, bình tĩnh. Đụ dọa đi thầy ơi, đúng rồi. Đánh chết mẹ chúng nó đi. Ok. Cảm ơn thầy. Ôi oh no. Hả? Zombie ngoài hành tinh. Bọn zombie ngoài hành tinh. Zombie thì não thôi, cho nó não. Đấy, ăn đi các cu. Bye bye. Mẹ cái thằng này khốn nạn nhỉ, nó phá sạch nhà của mấy ông bà rồi. Bọn người ngoài hành tinh đã phá sạch toàn bộ cái nông trại của hai ông bà này, hãy viết một thứ gì đấy để hai ông bà này sống nhưng mà nó có thể chống lại được đòn tấn công của người ngoài hành tinh. Diamond Bond. Sao please. Wait, what the fuck? Người sao hỏa đã biến chậu cây trở thành cây ăn thịt người. Hãy làm bất cứ điều gì có thể bảo vệ. Ừ, thế thì đơn giản, thế thì ui rồi ôi. Mày chết rồi con lợn. Piu 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 piu. Thành một ui salad khổng được, đưa ông bà trả tôi ngôi sao please. Nhà xịn rồi, có cái gương kìa, cái gương nó phản ngược lại ngu đấy. Mình xin ngôi sao nha, thank you. Ơi xài mệt quá. 80 ngôi sao, level complete, yeah. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành việc ở trên mặt trăng và có vẻ đây là cái đầu thằng alien người ngoài hành tinh, thì có lẽ là mình sẽ lên hành tinh của người ngoài hành tinh tên là Palindromeda. Ok, chúng ta sẽ đi thăm người ngoài hành tinh. Đấy, ui rồi. Thế đây là thành phố người ngoài hành tinh này, nhìn kinh đấy, robot này. Một đống người ngoài hành tinh luôn, nhưng mà vẫn có người ở đây. Hello. Hello, hello, lâu lâu. Bộ não đây. Hả? Ok. Tôi cần một thứ gì đó không não để sống á. Hot.
Trái tim. Không được à? Pick up. Bỏ vào. Rồi. Tôi cần một thứ gì đấy không? Tôi cần một thứ inhabit là cái này khó nhỉ? Cái này khó đấy nhỉ. Hãy cho tôi một thứ gì đấy. Brandless to inhabit. Rồi. Đó. Nó bảo là hãy cho tôi một thứ gì đấy không có não để sống ấy. Nên mấy con zombie này nó kiểu như là hay ăn não mà. Thường thường thì những thứ không não mình có thể gõ trẻ trâu Việt Nam hay là mấy thằng comment bậy bạ trên channel YouTube của mình, nhưng mà hey, kệ nó chứ. ok. Con lợn. Ôi sao mình chạy chậm thế này? À mình bị con zombie nó chạm vào cho nên là mình chạy chậm. Thế làm sao? Ok. Sao mình con lợn cũng chết. No. Mình không muốn con lợn chết. Con lợn muốn đánh nhau này. Hãy cho tôi một thứ gì đấy. Undead alive pick. Hãy cho tôi một thứ gì đấy từ cái nông trại à? Con bò. E-I-E-I-O. Oh McDonald had a farm. E-I-E-I-O. Rồi ơi, mình lỡ biến bọn này thành zombie lợn và zombie bò con mẹ rồi. Tôi xin lỗi nhá. Ok. Cô muốn gì đây? Tôi rất thèm một ăn một thứ gì đấy ở trái đất. Ở trái đất spaghetti. Ăn đông ngủ. Ok, ta ngày giống mình ấy, mình cũng ăn đông ngủ. Ok. Hãy cho tôi sức siêu sức mạnh. À cái này chắc kiểu Superman ấy. Gia đình người hành tinh gửi Superman xuống trái đất. Thế là khoan, thế thì tao cho mày super power. Super luôn nhỉ. Ừ đấy. Ok, that's my boy, ok. Vậy là Superman bay đi mất rồi, god damn it. Ok, vậy là con thằng này mới muốn gì đây? Tôi muốn trông giống người. Thế thì tao cho mày một cái mustard giống tao này. Hầu hết ở trong phim tao dùng mustard. Đấy, ôi, wow. Wow, bye bye. Bye bye. Còn 5, 2 cái nữa thôi, cố lên. Đây, còn... Ôi giời, the fuck. Give me something to see Earth. Hãy đưa tôi một thứ gì đó để nhìn thấy trái đất. Đây. Binocular. Mình chả biết viết cái từ này như nào. Nhưng mà nó vừa hiện ra đây. Không phải à? Không có à? Hay là mình viết sai? Thế thì... Khoan ạ. Xin lỗi mọi người, có người vừa gọi mình cho nên là mình vừa phải xuống cái nhà một tí. Ok, vậy chúng ta sẽ quay lại với thằng này, nó bảo là nó muốn nhìn trái đất. Vậy chúng ta sẽ cho nó một cái telescope, nếu mà không có ống nhòm binocular thì telescope chắc được. Telescope là một cái kính thiên văn này. Và nó tấn công trái đất rồi. Mình vừa làm chuyện gì vậy? God damn it. Ok, vậy là còn thằng người anh em mình đây là thằng này đây. Hãy giúp anh hay là em kiểu như là nói chuyện với người hành tinh ấy, nhưng mà không dùng ngôn ngữ được không? Thế mày giết tao luôn đi. Mày đòi hỏi câu vớ va vớ. Mày đã thử huýt sáo chưa? À cái còi này. Oh, wow, về thế mà chúng nó cũng hiểu được. Ok. Ok, và chúng ta đã hoàn thành 7 mảnh sao và còn 2 cái sao lớn. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu ở ngoài trước.
giúp 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 nhà nhà giúp kiểu nhà sáng chế robot chống lại những kẻ xâm lược, quái vật xâm lược. Mẹ tiêu sao suốt ngày xâm lược với cả không xâm lược. Úi giời ơi, chạy. Hãy đưa cho anh ta một thứ gì đấy. Thằng này là nhà sáng chế đúng không? Thế cho nó một cái cơ lê đi, vừa có thể sửa đồ vừa có thể đánh nhau. À đấy được luôn này. Quay wow. Robot có nơ nữa cơ. Chết. Hả? Là sao? Nó hoạt động rất là tốt, nhưng mà hay làm cho nó dẻo dai hơn bằng cách làm cho nó sống à? Đưa cho nó một, cho nó trái tim. Wow, thế mà cũng được à? Wait, what the fuck? Ghê vậy nổi. Con này là khỉ à? À hôi. Chết. Đầu rơi máu chảy ghê vậy. Ok. Bây giờ hãy cho nó khỏe hơn bằng cách cho nó một con quái vật trước. Prehistory nghĩa là thời từ thời cổ xưa ấy. À, con có chắc có một khủng long đây nhỉ? À, được được kìa. Wow, robot khủng long. Ui, tiêu tiêu, ui, tiêu tiêu, 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 tiêu. Chết. Yeah. Sao nữa? Nếu mà nó có thể bay thì nó không 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 có gì ngăn cản nó, thì cái này sẽ cho nó đôi cánh đi. Win này. Ui rồi. Eva 01 là nhau. Ui đấm cái chết mẹ luôn. Oh shit. Yeah. Fuck yeah. Đưa sao đây. Alright. Đấy, mai mới được ngôi sao khổ thế. Thế là xong. À không, còn một thằng nữa nhỉ. Là cái thằng ấy như bị kẹt ở đầu tiên kia. Chỗ có con bò lợn thì... Ôi! Tao rất xin lỗi nhưng mà tao phải giết mày rồi. Mày làm tao thành undead. Tao không muốn làm undead tí nào cả. Ăn chết đi chậm lắm. Đấy, như cứ chạm vào thằng ôn này là bị cái nào ấy. Thế thì... Mình phải giết rồi. Anh rất... Chú rất tốt nhưng mà anh rất tiếc anh... Piu 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 piu. Rồi. Có thuốc giải không nhỉ? Khưa, không 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 có. Thế thì bắt buộc là phải xóa cái chữ undead đi. Rồi. Ok. À, thằng bị đóng băng đây. Hãy giúp cho nhà kiểu nhà nhà astronaut, nhà phi hành gia, tù nhân phi hành gia trốn thoát khỏi sự giam cầm của bọn người ngoài hành tinh. Nghe vẻ khám lọ tí. Nó đến tận mình phải giúp thằng đấy đến tận cái máy bay ở đó. Một người tù nhân đã bị à, một nhà phi hành gia đã bị bắt làm tù nhân, hãy giúp anh ta thoát khỏi chỗ điện trường này. Ui rồi giật. Cái này hơi khó nhỉ. Thế đợi hin đi. Đợi hin cho nó cái tí. Hin hin hin. Chạm vào điện không chết, chạm vào điện không chết. À không, thế thì cắt cắt cái sợi dây này thôi là được nhỉ. Kiểu hai cái sợi dây này nó là nối điện vào nhau mà, thì cắt cái sợi dây này được. À không, thế thì bắn vào cái này đi. Đấy, được rồi. May quá, đỡ phải đợi hin. May là mình kiểu cù không. Chúng ta phải trốn thoát khỏi cái hàng rào laser này.
Wow, không được. Là dè à? Ném một cái gì đấy vào mà. Ném được rồi. Ui rồi. Wow. Đáng sợ phết. Cái này chắc phải đợi hin thật rồi. Ông có hin thì đi ông fort tôi cái. Nhanh nào, nhanh nào. Đây. Laser có thể bị phản lại. Bị phản lại à, tiếc là mình không có Genji trong mày nhỉ, không thì mình nhờ nó phản lại rồi. Phản lại thì có kính hay là gương. Ok. Yeah. Ồ, có con nhìn như kiểu con, chúng ta phải ghét thở, chúng ta phải thoát khỏi con chó. Without ham bình yên, không không được giết con chó, nhưng mà không 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 được giết con chó, nhưng mà kiểu như là phải ấy. Thế thì mình dụ ra chỗ khác được không nhỉ? Xương này đấy. À, nó đi sao thật đấy. À đây rồi, hãy theo tôi. Ok. May quá. Hurry up. Ok. Lên cái tàu thôi. Nhanh nào. Cái tàu bị hỏng con mẹ rồi đâu. Ôi không, tàu bị hỏng rồi. Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi đây đây? Sửa tàu là được cái gì? Thế mà cũng ui rồi. Ok. Chả sao tao đây mày. Sao? Ok. Vậy là chúng ui 83 ngôi sao. Level complete, may quá. Ui rồi. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành hai map nhỏ rồi và đây là map cuối cùng mình sẽ chơi. Và đây cũng là map cuối cùng của series Supernaut Unlimited. Và chúng ta hãy chơi nó thật hay nào. Trạm không gian Stasis, trạm không gian Syntax. Hajime Masho. Ok, trên này đầy đủ loại thành phần luôn. Sao đây cowboy muốn gì? Bò, con bò tôi nhảy về phía mặt trăng và bây giờ nó bị kẹt ở ngoài đấy, hãy giúp tôi mang nó về. Wow, đơn giản nhỉ. Đấy. Không biết ở ngoài này còn ông nào bị kẹt nữa không hay là như nào đây. Chắc là không có đâu nhỉ. Ok. Khỉ. Khỉ xin tát cốt bài các thử thể loại đây. Người học trò đã bắt người thầy, tôi sẵn sàng trao đổi. Mày là chim à? Chim là con tinh tinh à? Thế thì tao cho mày chuối nhá, mày à không, đấy. Thả nó ra. Ông mày sợ chạy cũng sợ chứ. Ok. À, đây người đằng sau hỏa muốn gì đây? Người thật, hãy cho họ một không gian để có thể pâu á. Pâu á? Cát bọt. Pâu. Mình cũng chẳng biết là mình làm gì á. Mấy ông ngoại như kiểu là đang đi chơi ấy. Thế thì biết được biển ok. Wow,
Thế cũng dễ thật đấy. Ok, xuống dưới này tiếp. Ui, ông này có vẻ nhà khoa học điên. Hãy giúp tôi thử cái máy teleporter màu xanh bằng cách đặt một vật gì lên đấy. À, con mèo đi. Ô, what the fuck? Thinking with teleporter, cái này là thinking with portal ấy, nhưng mà nó chế lại. Ok, còn 4 cái nữa thôi, cố lên nào. Chúng ta sắp hoàn thành game này rồi. Chúng tôi đâm vào, chúng tôi đâm về một con đom đóm. Tại sao mình lại là cái thằng phải đi dọn cái con đom đóm này cho nó cơ chứ? Nó đâm chết một con đom đóm nhưng mà nó bắt mình phải đi dọn. Khốn nạn, đéo chịu được. Không, cái gậy. Kìa. Bộ đồ chuối. God damn it. Bạn lại phải gọi là một bộ đồ chuối khác. Má. Ok. Đây 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 đây, thằng này muốn gì đây? Tôi nhớ là mang theo vệ tinh nhưng mà tôi quên mất đồ dùng của điệp viên đấy. Bạn có thể giúp tôi được không? Súng à? Sky Spy, ok, bye bye. Lại phải vào đây giúp bọn của nợ kia tiếp. Ok, vậy là còn bà này muốn gì đây? Chúng tôi không không có đủ tiền để mua vé cho nên là cô soát vé dọa ném chúng tôi ra khỏi. Thì đơn giản thôi, ta cho mày cái vé này. Đó. Yeah, tất cả mọi người đều vui, tất cả mọi người đều sướng. Thế thì còn một đứa đâu nhỉ? Một mình nhớ là còn một đứa đó mà, con da đen hay sao? À đây. Ui, cơ bắp vai lại còn mặc bikini nữa. Hãy giúp tôi kiểu như là tập thể hình ấy trong trong lúc tôi ở ngoài trái đất. Con xin mẹ. Nhưng mà mẹ có thể dùng mấy quả tạ là gì nhỉ? Quên à? Đấy. Đấy, mẹ cứ luyện tập đi nhá. Con xuống giúp nốt thằng ngôi sao to đùng khổng lồ kia. Đây, ông giáo sư. Hãy cùng đột nhập vào trong trạm trạm không gian để shut down supercomputer. Để tắt một cái siêu máy tính đi. Ok. Wow. Wow, what the fuck? Rồi. Dựa vào hiệp hội những nhà khoa học xấu xa đã quay trở lại. Hãy kiếm lại lòng tin của họ bằng cách lẻn vào trong cái kiểu như cái này này. The first hết pin battery được không? Nó có dùng pin không? Thế thì cho nó hành tra cực đi. Cho mấy cái jetpack khác là được cái gì? Khổ quá. Mày à, nghĩa mình giúp từng thằng một à? Kiểu nhà 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 thú y à, nhà thú y xấu xa rất à, hãy cho ông ta một động vật là một loài động vật nào đấy có thể sống mà không cần trọng lực à? Bò, mình thường thấy người ta hay dùng bò vào không gian lắm. Đấy, bò này bay này. Không không phải à? Lợn. Cũng không phải nốt. Chó. Cũng không phải luôn. Thế ông cho tôi cái hint nữa, ông còn 10 giây thôi. Ông muốn một loại động vật nào đấy
có thể sống ở trên trạm không gian, ta cho một con chó thôi. Thường thường thì người ta cũng hay đem chó lên không gian mà. Thế ông muốn gì? À, hi này. Tôi cần một loại động vật gì đấy có thể biết bơi á? Cá. Animal. Wow, ok. Hãy giúp, à nghĩa là phải cho cái não này book nhét vào cái não này. Wow, aha. Ok, con robot hamster to quá. Hãy giúp nhà khoa học, hãy giúp nhà kiểu sáng chế robot này cưỡi con robot cưỡi nó. Cưỡi này mày chỉ phải ngồi lên nó thôi mà không ngồi được à? Sado đi một. Ok, ôi giời. Nhà wow, mẹ ông này còn cắt tóc ở trên trạm không gian nữa. Ông bảo mà mình cho một cái gì đấy để cắt tóc thì đương nhiên là cái kéo rồi, nhưng mình chẳng biết cái kéo nhỉ. Cái bên này đấy. Cắt mẹ thằng này đầu chọc luôn này thì emo này. Ô ô portal chuyện gì đang xảy ra đây? Có cái phòng cuối cùng có vẻ trống rỗng, hay tìm một cách nào đó để có thể đóng cái chạm không gian này vào. Gạt cần nhưng mà ôi khối không, tôi xong rồi. Wow, hóa ra thằng cô này đã nhốt mình vào. Ôi, disable the super computer. Mình phải phá hủy cái super computer này á. Cha cha let. Ôi không. What the fuck? Sao mình nó nhốt mẹ mình ở trong này rồi? Thằng chó, tao phải cầm súng bắn. Chắc không bắn được cái này đâu nhỉ? Không được. Chắc là phải đợi hin thôi. Trời ạ. Khổ quá. Đây là cái bước cuối cùng rồi đấy. Mình làm xong cái này là mình hoàn thành CP rồi mà nó lại ngăn cản mình thế này, khổ thân tôi quá. 7 giây nữa. 7 giây nữa. Mắt đẹp nhỉ. À đây rồi. Khi này. Hay tại tìm một cách nào đấy để nối cái super computer này à? Circuit. Rồi. Nhơn. Ok. Ui rồi ôi. Ok, 84 ngôi sao, level complete. Continue. Vậy là chúng ta đã hoàn thành mọi map, mọi level của Scribblenauts Unlimited và có vẻ như là chúng ta đã lấy được toàn bộ hết sao. Ok. Vậy là đây chắc chắn là kết thúc của series Scribblenauts Unlimited rồi. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ channel mình vào các series khác, không ngoài series Scribblenauts Unlimited này. Nếu mà các bạn thích video của mình thì xin các bạn hãy like, các bạn comment và share video của mình. Và các bạn hãy lại xin các bạn hãy like page Facebook của mình để mỗi lần mình up video thì mình sẽ up luôn lên trên page Facebook. Và các bạn hãy subscribe để nhận nhận được thông báo video mỗi lần mình stream hay là mình up video lên YouTube. Vâng, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình từ tập 1 đến tập 16 này. Hay là 17 nhỉ? Chắc là 16. Tập 16 này của Scribblenauts Unlimited.
Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những series khác ở trên channel mình. Xin chào và hẹn gặp lại.